Dạ vâng, em chào bác. Em vườn lan Ca Linh. Hôm nay em lên cái clip này là em chia sẻ cho các bác thứ nhất về cái cách trồng kiếm đơn giản của cá nhân bản thân em thôi. Và thứ hai nữa là cũng là đây là những cái thân mà khách gửi tại vườn. Gửi tại vườn trong mùa dịch Covid không nhận được hàng nhé. Đấy, đầu tiên thì em có cắt tỉa rất sạch sẽ, đã bôi keo liền sẹo rồi. Và ngâm qua dòng kích rễ. Ngâm qua đầu tiên thì ngâm qua cái dòng xử khuẩn nhé. Thứ hai là em ngâm qua cái dòng kích rễ này. Đấy, pha loãng và đã ngâm trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ. Và vớt lên từ sáng, em ngâm từ lúc buổi trưa ấy. Và chiều là đã vớt treo ngược lên khô rồi. Đấy, và bây giờ là các hình thức trồng. Đầu tiên thì cắt tỉa sạch sẽ nhá. Cắt hết cho nó sạch sẽ các bác này, tinh tươm hết nhá, không có một cái rêu cái rít gì là giữ lại cái thân kiếm. Làm như vậy cái thân kiếm nó sẽ nhanh ra, nhanh ra dễ. Và thứ hai nữa, cái giá thể mà em trồng á thì hầu như toàn giá thể hàng nhập hết thôi. Đấy, Toyota này. Cái dòng này là cũng là hàng nhập cao cấp nhất mà dòng người chơi lan các nhà vườn hay sử dụng để trồng. Và thứ ba nữa là cái dòng vỏ sỏi bọt này, sỏi nhẹ này. Đấy, giá thể nó phải sạch. Giá thể rất sạch nhé, các bác nhìn nó các chậu thì như thế thôi. Thì đưa lên thì giá thể nó cực sạch luôn, em đã rửa qua rất nhiều lần rồi. Đấy, và đã phơi. Đã xử lý qua nước vôi. Đấy, giá thể này rất sạch nhé. Cực kỳ sạch luôn đấy. Nó cộng cả một chút lạc khuôn cho độ ẩm nó cao. Đây em chả hướng dẫn cách trồng từ đầu luôn cô chú anh chị nhé. Đây đầu tiên em trồng cho cái chậu của anh gì nhỉ? Chậu anh Trần Thanh Sơn này. Đấy, và trồng em sẽ ghi theo kèm theo số điện thoại này nhé. Đấy, nên là khi nào các bác mà em mà mất sổ hay không thì vẫn có số điện thoại này để điện cho bác, hoặc là các bác quên thì em sẽ gọi cho các bác để các bác nhận cây. Vâng nhé. Đấy, thật sự quên nhé. Thì làm móc thì chúng ta bỉa cùng một hướng, bỉa một lúc là nó sẽ cân đối cái chậu. Thứ hai là lốt xốp. Lốt xốp thứ nhất là cho nó bớt giá thể, thứ hai thoáng chậu, và thứ ba nó chấn cái này này, không cho cái giá thể nó lọt ra ngoài. Đây, chúng ta nói này, đây là dạng của thông to. Trồng cái này thì nó đơn giản thôi, nó không phức tạp cầu kỳ đâu. Đấy, em trồng vào cái chậu nhựa này á thì để cho là đến sau này nó ra rễ thì em vận chuyển gửi cho cô chú anh chị thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, gửi cho cô chú anh chị nó sẽ cực kỳ sẽ rẻ hơn gửi cái chậu luôn. Chứ nếu mà trồng vào chậu sành thì nó sẽ khó gửi cô chú anh chị nhá. Chậu sành thì nếu mà vận chuyển qua đường bưu điện thì nó sẽ rất là phức tạp và khó gửi. Và tiếp theo là ở dưới đây là nó đã có vỏ thông và sỏi bọt rồi nhá. Thì em cho một lớp vỏ lạc khuôn ở phía trên. Vỏ lạc khuôn phía trên là để giữ độ ẩm cho cây. Để giữ độ ẩm cho cây nhá. Còn khi mà cây nó đã thông xuống cái rễ nó xuống á, cây mà đã thông cái rễ nó xuống dưới cái qua cái lớp vỏ lạc khuôn này rồi á thì nó sẽ đâm xuống cái giá thể ở dưới, nó sẽ rất thoáng rễ. Và mình chỉ bón phân ở phía mặt chậu khi mà thân nó đã ra rễ. Các bác xoay làm sao cho cái hướng cái móc để mình treo cho nó hư về hướng mặt trời. Đây là cây của bác Thanh Sơn nhá. Bác Thanh Sơn gửi lại nhá. Đây có các tem bảo hành và tem của bác là thứ ba nữa là đã viết trên thành chậu rồi. Cái này được treo lên nó sẽ đứng luôn chậu luôn các bác. Cách trồng thì rất đơn giản thế này thôi. Đấy, giá thể quan trọng nhất thì mình quan trọng nhất vẫn là cái giá thể là phải hàng đã xử lý xử khuẩn thì cây nó sẽ rất chi là khỏe, không bị nấm mốc rễ, nó lấy được thức ăn tốt thì cây sẽ to, sẽ nhanh ra rễ. Và nói chung là cần quan trọng nhất vẫn là cái giá thể các bạn, quan trọng nhất là vẫn là cái giá thể. Rằng mà cái này, cái kẽm này thì nó cũng không, nó có một cái lớp ở lớp lụa ở ngoài thì nó sẽ không làm ảnh hưởng tới lá đâu, không ảnh hưởng tới lá đâu. Ta rằng cố định lại, không cho cái rụng lắc, không cho một chút rụng lắc này.
khi chúng ta móc lên nó sẽ chắc chắn hơn nữa. Và cái thời điểm này thì các bác chưa cần phải bón phân nhá, chưa cần phải bón phân ở trên mặt chậu, vì là bón cũng chả được cái gì cả, nó chưa ra rễ. Cái thời điểm này chỉ là tưới phân hữu cơ là qua lá thôi, tưới phân hữu cơ qua lá thôi. Đấy, và các bác trồng làm sao là đừng có lút cái củ quá nhá. Cái củ này không tầm này là tròi mắt ngủ ra. Đấy, tròi mắt ngủ ra. Đừng lút quá. Có thể tạo một chút vỏ thông cho nó lên phía này nữa, cho nó đẹp và giữ ấm cái chậu. Xong mình tưới đẫm đi, tưới đẫm xong 2 ngày sau các bác tưới lại nhá. Đấy, tưới đẫm xong 2 ngày sau bác tưới lại. Đấy, vậy là đã xong được một cái chậu của bác Thanh Sơn. Khi chúng ta kéo lên này, nâng lên này. Đấy, cái chậu này rất chắc nhá, không bao giờ rung lắc ở dưới luôn. Không bao giờ rung lắc ở dưới luôn. Bây giờ chúng ta sẽ treo cốt đấy, tại một vị trí luôn. Đấy, treo cốt đấy. Đã tiến lên, phải treo lên một cái vườn khác và cốt đấy. Để ra treo. Treo nó sẽ chắc chắc và đẹp nhá. Đấy, tiếp theo là em trồng sang cái chậu của bác gì nhỉ? Chậu của bác Thăng Long Đỗ này. Chậu bác Thăng Long Đỗ này đều có số điện thoại và viết cụ thể ở trên chậu nhá. Thì các bác không lo cây bị thất lạc hay là cây bị này kia hết. Đấy, em chỉ trồng lên video trong vài phút, trồng các cái chậu nó còn rất nhiều chậu khách khác tiếp theo. Đây các anh trồng các bác rất là nhiều. Tôi đang trồng lại rất nhiều cho các bác nhá. Các đơn kiến trồng lại. Chỗ bổ không? Bỏ lạc khun. Bỏ lạc khun là đã qua xử lý là không bao giờ bị nấm rồi. Đây là thân xanh Huế sần của bác Thăng Long Đỗ này. Đấy, em trồng vào cái chậu này thì đến sau này khi chuyển hàng đến cho bác, chuyển cây đến cho bác thì nó sẽ ok hơn. Đây là trồng bằng móc treo các nhá, trồng cố định bằng móc treo và trồng cố định bằng chậu. Tí nữa em sẽ trồng thêm một cái thân lên chậu cho các bác. Đây lên chậu thì có cái chậu kia rồi, trồng lên chậu đấy nhá, trồng bằng móc treo này. Vậy là đã trao xong một chậu tiếp theo cho bác Thăng Long Đỗ. Bác Thăng Long Đỗ là có 3 chậu nhá. Có 3 chậu bác Thăng Long Đỗ này. Đây nè, bác Thăng Long Đỗ 2 nè. Bác Thăng Long Đỗ 3 nè. 3 chậu của bác Thăng Long Đỗ nè. Đấy, xong mình tưới đẫm lại một lần. Xong 2 ngày sau bác tưới nhá, chiều thấp nhá.
làm cái gì cũng vậy, bác cứ phải yêu nghề, yêu nghề rồi mới đam mê, mới thích được, kể cả nghề gì cũng vậy, cứ phải yêu nghề. Nâng niu các bác đang nhìn cái thân kiếm nó rất đẹp đúng không ạ? Đây một cái chậu nó cực đẹp luôn nhá. Đấy em chỉ lên một vài chậu thôi, còn các bác chậu tiếp theo em sẽ có các video để quay chia sẻ qua Zalo cho các bác và quay chụp hình cho các bác. Đây là cái chậu em lên chậu này, trồng vun này. Trồng vun rất đẹp luôn nhá. Đây là chậu vàng Tây Ninh Láng nhá. Đấy, vàng Ninh Láng. Chậu các bác trồng rằng cố định ở trên phía trên. Rằng cố định trên phía trên này này. Cây sẽ không rung lắc gốc, không lung rung rung lắc gốc là sẽ nhanh ra rễ và phát triển rễ nhé. Đấy là các cái bước mà em trồng kiếm cách của riêng cá nhân bản thân em thôi. Thì nó vẫn còn nhiều thiếu sót. Đấy thì các bác xem thì có thể là những cái gì hữu ích mà tốt thì các bác lưu lại để làm kinh nghiệm cho mình. Những cái nào không dở thì các bác có thể bỏ qua các bác nhé. Nếu mà thấy hay thì cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Em cảm ơn các bác nha. Sẽ trồng tiếp đây. Bye bye các bác.